Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào bác nha. Hiện tại đang là buổi tối của ngày 24 tháng 7 năm 2020, và chúng tôi vừa lắp đặt xong cái bộ nội thất phòng thờ gia đình nhà bác chọn tại thành phố Việt Trì. Đây, trước mặt quý vị là hình ảnh cái bộ đồ thờ của chúng tôi vừa lắp gia đình bác, thì bao gồm có một bộ hoành phi câu đối này, một bức chắn bình phong và đôi lộc bình chất liệu gỗ sa cừ. Đây, trước mặt quý vị là hình ảnh tổng thể không gian thờ nhà bác. Đây, hiện tại là nó vào khoảng gần 8 giờ tối rồi, hôm nay chúng tôi mới lắp đặt xong ra đây. Đây là bác trọng quý vị nhé. Đây là cái, đây là gọi là xã gì ở Việt Trì đó nhỉ? Khu gì Việt Trì? Khu 8, Thụy Vân, Việt Trì. Thụy Vân, và khu 8, Thụy Vân. Này, tôi nói mà bọn nó đến là kể cho đồng bình này. Nó ra ngoài cái sổ, lên ra ngoài cái sổ đó. Vâng. Mẹ biết là làm trong Sơn cái khuôn đấy rồi. Đấy, nó là cháu chú đấy. À, vâng. Thế mà ngoan mà làm giường cho ông đấy là không dễ. Vâng. Toàn anh em đúng không? Toàn anh em đấy. Đầu tiên nhất là đấy, cái kia là Quấn Thư. Đấy, vị nhà đây toàn bộ đúng không rồi. Gian phòng thờ. Đúng rồi. Bác nhé. Quý vị nào có nhu cầu thì có thể liên hệ với cơ sở đồ gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0987 510 86. Tôi có địa chỉ tại xã Văn Phúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Đây là hình ảnh bộ cuốn thư câu đối chất liệu gỗ mít và bức bình phong đục chữ phúc và đôi cá là lý ngư vọng nguyệt. Hai bên là đôi lộc bình xà cừ, kích thước là 1m8. Sập thờ chất liệu gỗ mít này vị. Sập thờ gỗ mít rất là đẹp. Kết hợp mấy bộ cuốn thư câu đối này và sập ngồi. Ok mọi người nhé, hiện tại trời là tối, tôi xin kết thúc video ở đây. Quý vị nào yêu mến hoặc quan tâm thì hãy bấm like và đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi được những sản phẩm mới nhất. Xin chào.